Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì đây là chiếc clip dành cho những bạn nào mà kè chai và đang nghèo kim cương và muốn tích lũy kim cương nhanh nhất có thể và kiếm thật là nhiều kim cương luôn. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách đổi mầm thành kim cương nha các bạn. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Nhà phát hành đã cho chúng ta rồi thì bây giờ chúng ta phải nên nắm bắt thôi các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ chạy được cái xưởng chế tác giùm mình nha các bạn. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đổi mầm trước nha và sau đó mình sẽ đổi thành kim cương nha các bạn. Thì đầu tiên các bạn sẽ trả lại cái xưởng chế tác nè, các bạn sẽ bấm vào chế tạo và các bạn sẽ chế tạo giùm mình cái này nha các bạn. Cái này gọi là cái chồng vỏ kem nha. Đấy, cái chồng vỏ kem này các bạn sẽ chế tạo giùm mình càng nhiều càng tốt nha các bạn. Và cái chồng vỏ kem này nó chỉ tiêu tốn cho chơi các bạn là mình đã tính hết luôn rồi nha các bạn. Năm món này gồm là đường nè, trứng nè, bơ nè, sữa không đường nè và bột mì. Thì năm món này là tương đương với 40 tiền sao nha các bạn. Chỉ có 40 tiền sao thôi là các bạn sẽ chế tạo ra được một cái chồng vỏ kem nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chế tạo 3 chồng luôn nha các bạn. Và các bạn sẽ chế tạo giùm mình á là 100 chồng vỏ kem nha các bạn. 100 chồng vỏ kem á thì các bạn sẽ tiêu tốn là 4.000 tiền sao. 4.000 tiền sao nha các bạn. Và các bạn sẽ qua đây. Rồi, sau khi các bạn chế tạo xong chồng vỏ kem, các bạn sẽ bấm vào chế tạo. Tái chế chứ nhầm, sorry các bạn nha. Các bạn sẽ bấm vào tái chế thì các bạn sẽ bấm vào cái dấu ba chấm ngay này giùm mình chữ khác nha các bạn. Và các bạn sẽ kéo xuống các bạn kiếm cái chồng vỏ kem nha. Đây, sau khi các bạn chế tạo đủ 100 chồng vỏ kem á thì các bạn sẽ tái chế đi nha. Rồi, hiện tại thì mình có rất là nhiều chồng vỏ kem luôn các bạn ơi. Đây là cơ hội game nó cho mình các bạn, cho nên mình phải tận dụng thôi. Mỗi lần thì các bạn tái chế được có 20 chồng vỏ kem thôi các bạn ơi. Và các bạn sẽ tái chế 5 lần giùm mình nha các bạn. Tái chế khi nào mà hết đủ 100 chồng vỏ kem thì thôi nha. Thì các bạn sẽ được 1.500 cỏ nha các bạn. Rồi 1.500 cỏ này á thì các bạn sẽ lấy, các bạn mở hộp dịch giùm mình nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào cửa hàng, các bạn mở hộp dịch giùm mình nha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn mà cách mà đổi mầm cỏ thành kim cương nè. Đấy, các bạn bấm vào hộp dịch nè. Và khi nãy mình tích lũy được là 1.500, đúng rồi, 1.500 cỏ nha các bạn. Thì các bạn sẽ mở được 16 ngày hộp dịch thì mỗi ngày các bạn mở được 3 hộp nha. Và đây là thông tin xác suất nha các bạn. Thì mình cho các bạn xui luôn nha. Các bạn xui thì một ngày các bạn sẽ mở được 5kc nha các bạn. Đây, các bạn cho mình cho các bạn xui nha. Một ngày các bạn mở 5kc. Nếu như các bạn may mắn á, thì một ngày các bạn có thể mở được 340kc luôn nha các bạn. Nếu như các bạn may mắn nha. Mình cho các bạn xui đi. Đấy, mình tính các bạn xui nha, mình không có tính các bạn hên nha. Thì mình thà các bạn một ngày các bạn sẽ mở được 5kc. Vậy chi là 16 ngày các bạn sẽ mở được 80kc nha các bạn. 80kc. Nếu như các bạn may mắn thì các bạn sẽ có thể mở được 16 ngày các bạn sẽ có thể tích lũy được 600kc luôn nha. Khá là nhiều nha các bạn. Là do mình sợ các bạn nhỏ không hiểu quá cho nên là mình đã làm một cái tấm ảnh để cho các bạn dễ hình dung nha. Đầu tiên á là các bạn sẽ đi chế tạo cái chồng kem này, là chế tạo 100 chồng kem nha các bạn. Sẽ tiêu tốn của các bạn là hết 4.000 tiền sao. Và sau khi các bạn chế tạo xong 100 cái chồng kem này rồi á thì các bạn sẽ đi tái chế giùm mình nha các bạn. Và các bạn tái chế thì các bạn sẽ được 1.500 cỏ, mầm cỏ các bạn. Và các bạn sẽ lấy 1.500 mầm cỏ này, các bạn sẽ đi mở hộp dịch. Và 1.500 mầm cỏ này á thì các bạn sẽ mở được 16 ngày nha các bạn. Và mỗi ngày các bạn sẽ mở được 3 hộp dịch. Và trong vòng 16 ngày mình đảm bảo với các bạn là ít nhất các bạn sẽ tích được 80 kim cương cho đến 600 nha các bạn. Bạn nào mà tích dưới 80 kim cương các bạn có thể quay lại clip này các bạn bán vốn mình nha. Hoặc là các bạn nói mình này nọ các kiểu nha các bạn. Nha các bạn, mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nha. Mình tính và mình đã trải nghiệm hết rồi, mình chắc cú với các bạn là 99% là trên 80 kim cương sau 16 ngày mở hộp dịch nha các bạn. Và mỗi ngày các bạn mở với mình 3 hộp nha. Và khung giờ mở hộp dịch may mắn nhất thì mình sẽ gợi ý cho các bạn là 8 giờ sáng nha các bạn. Và mình đang tính cho trong 16 ngày mở hộp dịch của các bạn là các bạn xui đó nha. Nếu như các bạn hên là các bạn kiếm vài trăm kim cương là bình thường các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn là chỗ mua những cái nguyên liệu này nha. Đầu tiên á thì các bạn sẽ qua bên khu trung tâm giùm mình nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ chạy vào siêu thị giùm mình nha. Rồi các bạn sẽ đi vào siêu thị và các bạn sẽ đi theo giống trong clip nha các bạn. Các bạn sẽ mua, đầu tiên thì mình sẽ mua bột mì nha. Đấy. Và các bạn sẽ mua giùm mình là 100 bọc luôn các bạn. Đấy, mình mua là 10 bọc đi nha. Để cho nó nhanh nha các bạn. Đấy. Mà mua giùm mình 100 bọc. Rồi sau đó các bạn sẽ chạy qua bên đây. Và các bạn sẽ mua giùm mình đường nha các bạn. Đấy, các bạn sẽ mua giùm mình 100 bọc đường luôn nha. Các bạn yên tâm nha, các bạn nó rất là rẻ nha. Đấy, mỗi thứ 100 thì các bạn sẽ tiêu tốn là 4.000 tiền sao thôi.
rất là ít luôn á. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ chạy qua đây các bạn mua trứng giùm mình nha. Đây các bạn mua trứng nha. Đấy, sau khi các bạn mua trứng xong rồi á thì các bạn sẽ chạy qua đây các bạn mua giùm mình bơ nha các bạn. Đấy, các bạn chạy vô clip nha. Mình thì mình sẽ không xả nha các bạn, tại vì nhiều lúc mình xả các bạn không biết đường ấy. Đấy, thì ngay chỗ này nó có bán bơ này các bạn. Đây là món thứ tư nha. Đó, các bạn mua giùm mình là 100 viên bơ luôn nha các bạn. Đấy, sau khi các bạn mua đủ 100 viên bơ rồi á thì các bạn sẽ chạy ra đây các bạn mua sữa không đường nha. Sữa không đường là món mắc nhất các bạn, có tới 180 lần. Đấy, các bạn mua giùm mình 100 hộp nha các bạn. Là 1.800 sao đấy. Đấy, sau khi các bạn mua xong á thì các bạn sẽ ra Plaza và các bạn sẽ chế tạo giùm mình cái trồng vỏ kem nha các bạn. Và một điều lưu ý, rất là lưu ý luôn nha các bạn, là cái trồng vỏ kem này á là nó thời hạn nó chỉ còn có 10 ngày nữa thôi các bạn ơi. Đấy, cho nên là trong vòng 10 ngày nè các bạn chế tạo hơn 100 thì càng tốt nha các bạn. Đấy, các bạn gắn tích lũy cỏ nhiều nhiều đi các bạn. Thì ngoài cỏ đó thì các bạn có thể sử dụng để đổi kim cương từ hợp dịch, hoặc là các bạn muốn làm gì các bạn làm nha. Đây thì các bạn có thấy chữ ngay này không nè, giới hạn thời gian nè, có nghĩa là những cái món đồ này nè các bạn nó chỉ còn 10 ngày và 1 giờ nữa thôi. Đấy, các bạn có thể vào đây các bạn kiểm tra nha. Đây các bạn cho bấm mà đồ giới hạn thời gian nè các bạn. Đấy, cho nên là các bạn tranh thủ nha. Và đặc biệt ở đây á, sau khi các bạn đổi được cỏ rồi á thì các bạn muốn đổi thành kim cương từ hợp dịch, hoặc là các bạn có thể lợi từ kem nè các bạn tích nha. Đấy, các bạn có thể sắm kinh khí cầu nha các bạn. Đây, kinh khí cầu 1.000 cỏ nha, tùy các bạn nha. Đấy, các bạn thích đổi cái nào thì các bạn đổi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay clip với các bạn của mình nha. Thật là bất ổn quá đi. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi trò trốn tìm nha các bạn. Đấy, bây giờ nhiệm vụ mình là người đi trốn nha. Còn những bạn này á thì sẽ là người đi kiếm mình nha các bạn. Đấy, quá chừng người tham gia trò chơi ngày hôm nay luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trốn nha. Và mình sẽ mở cửa. Nhưng mà trước khi trốn á thì mình phải kiểu như mình phá lại các bạn. Đấy, mình phải tắt đèn các bạn. Mình tắt đèn để cho mấy bạn này là không có thấy mình là đang trốn ở đâu nha. Rồi rồi rồi, mình thấy chỗ trốn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ trốn đây nha. Không biết ai là người tìm mình trước đây. Sau khi mình trốn xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ mở đèn lên nha các bạn. Người nào mà tìm mình trước là người đó sẽ chiến thắng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình đợi nha, thử có ai là người tìm mình trước nha. Nhìn ra ngoài khe cửa các bạn. Ui, mình thấy có một bạn chạy lại tìm mình được ơi. Ui, không biết mà bạn đó có tìm được mình hay không đây. Rồi. Rồi, bạn cáo mọi người, bạn chung. Trời đất ơi, bạn chung tìm mình trước nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ ký tượng cho bạn chung nha mọi người. Bạn chung để cái hình, hình như cái hình này là của ba bạn đó mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ký tượng cho bạn này nha. Thì mình sẽ ký là mãi đỉnh nha các bạn ơi. Thì mãi đỉnh ở đây có nghĩa là bạn đó đã chiến thắng trong trò chơi của mình nha. Còn mãi yêu có nghĩa là mình sẽ ký tường bình thường nha các bạn. Còn mãi đỉnh là những bạn nào mà đã chiến thắng trong trò chơi của mình thì mình sẽ ký chữ mãi đỉnh nha. Bây giờ thì mình sẽ chơi lại hiệp 2 nha các bạn. Thì vẫn tương tự khi nãy, thì mình sẽ kéo tất cả các bạn mình xuống tầng hầm nha. Rồi cho các bạn mình ở trong tầng hầm hết thì mình sẽ đi trốn nha các bạn. Thì để bảo đảm an toàn thì mình sẽ tắt đèn nha. Để mình tắt đèn thì để xem, để trong quá trình mình đi trốn thì sẽ không ai thấy mình hết. Đấy, hoặc là có ai chạy theo mình thì mình cũng sẽ phát hiện để mình loại người đó ra các bạn. Tuyệt đối là không chơi ân gian nha. Bây giờ thì mình sẽ tìm một cái chỗ đó mà trốn mà thuộc hại là không ai thấy luôn nha các bạn. Ở cái gián 2 này thì mình quyết định là mình sẽ không núp ở trong ngôi nhà hoặc là ở đâu đó nữa nha. Mình sẽ chạy là cái góc nha các bạn. Đây, cái góc này là cái góc mà phải nói là xa nhất ở trong cái con nhà 54kc này nha các bạn. Ủa lộn, 54 tiền sao này nha, 54k tiền sao nha. Ui là chồng, bữa nay tôi nói lộn hơi nhiều đấy. Đấy, rồi các bạn sẽ chạy lại cái góc này nè và các bạn sẽ núp đây nha. Ủa mình chứ. Đấy, mình núp đây nha các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ vào, mình mở đèn nha các bạn. Đấy, mình mở đèn và mình sẽ mở cửa cho những bạn đó đi ra luôn nha. Đấy, mở cửa này các bạn. Đây, mở đồ dùng lên. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là đứng đây đợi bạn nào là bạn đầu tiên đến kiếm được mình nha các bạn. Bạn nào mà kiếm được mình đầu tiên thì bạn đó sẽ là người chiến thắng và mình sẽ ký tường mãi đỉnh nha. Đấy, dành cho những bạn nào mà thắng. Ok, bây giờ thì mình đã trốn xong rồi nha mọi người. Bây giờ thì đợi những bạn đó đi tìm mình nữa thôi. Và từ nãy giờ thì mình cảm thấy là mình trốn cũng khá là lâu rồi đó các bạn ơi. Do là mình trốn ở trong hốc hay gì á, những bạn đó chưa thấy các bạn. Bây giờ thì nghĩ là mình ngồi ở đây chắc là không biết đến khi nào đây.
có khi nào mình trốn quá là ác hay không nhỉ? Nhưng mà nói không biết ta. Ui. Ôi, vừa mới nói thì đã có một bạn đã tìm ra được mình rồi. Trời ơi, bạn kinh nè. Là một bạn rất là quen luôn các bạn ơi. Hình như đây là một bạn fan cứng của mình á. Tại vì mình vào nhà lúc nào cũng thấy bạn đó hết các bạn. Và mình đã ký mãi đỉnh luôn rồi các bạn ơi. Hình như là bạn đó đã thắng ở trong mini game của mình một lần nào đó rồi á. Bây giờ thì bạn đó đã thắng nữa các bạn. Có nghĩa là bạn đó thắng hai lần luôn. Ôi là trời, mình vô tường mà mình thấy chữ mãi đỉnh là mình biết ngay là đã thắng của mình một cái mini game nào đó rồi đó. Hèn gì mình thấy cái tên quá là quen thuộc các bạn ơi. Ok, thì vậy thì clip chơi trốn tìm của mình và clip ngày hôm nay mình làm thì cũng đã kết thúc rồi nha các bạn. Và các bạn nhớ để lại một like và một lượt đăng ký kênh để giúp kênh càng ngày càng phát triển nha các bạn. Còn bây giờ là chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn vào clip sau nha. Bye bye.